Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Nay tôi đang đứng ở đây là địa phận xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Trước khi vào cái nội dung chính của cái video này thì xin quý vị hãy dành 5 giây để bấm vào nút đăng ký hay nút subscribe và để lại cái nút chuông á, bấm vào cái nút chuông ấy. Thì khi nào tôi có cái video mới up lên thì nó sẽ thông báo tới quý vị để quý vị khỏi bị lỡ bất kỳ một cái video nào. Thì quay trở lại với cái video này. Này tôi giới thiệu quý vị một lô đất đang trồng tràm đây. Tràm này được thu hoạch rồi nhá. Tràm này chắc phải được 5-6 tuổi rồi. Là cả vườn tràm kia dài đến tít tận trên chỗ này. Nó khoảng cả 100 m á. Chiều ngang mặt đường đường này là khoảng 100 m. Đường này hai ô tô tránh nhau. Đấy. Diện tích của cái lô đất này là 4,7 hectare. Bên dưới này nó có một cái con hông nữa. 4,7 hectare. Giá đang chào bán nó là 270 triệu một sào, tức 2,7 tỷ một héc. Con đường này chạy xuống đây. Đấy, đường này cũng rất là dài. Xong rồi nó còn đi xuống đây, xong nó quẹo qua đây nữa. Nó rất là rộng mà, tới 4,7 héc cơ mà. Đây mình đi xuống dưới này một chút để cho quý vị hình dung ra. Như đó nó có một cái bờ sẹt hay bờ sẹt từ nó chúng nó quẹo lại. Dạ. Cái này là đất trồng cây lâu năm thôi đúng chú? Lâu năm. Cây lâu năm hết. Khu này có lên được đất ở không? Ở thì không biết là được ra xăm từ ở đây dân ở dưới kia thì nó có dân thổ cư ở rồi nó xăm thổ cư đó. À cái này có ao luôn hả? Ao nhỏ, ao nước nước. Cái như cái cây này là trồng được mấy năm rồi chú? 5-6 năm chưa? 4-5 năm gì rồi. Ừ, thấy to đấy hả? Cây này to này. To đó. Cái bờ sạt cừ này bây giờ mình giá trị lắm. Ừ. Nó đầy xuống dưới tới dưới ruộng nó quẹo qua bên kia. À. Trong sạt cừ này hết. Con dài nhỉ? Ừ. Chú biết được là cái chiều dài này khoảng bao nhiêu mét không? Ừ, dài lắm. Chiều dài này chắc cũng phải cả 300-400 mét á. Có giặc dặn xà cừ này. Dặn xà cừ này. Đến mắt tít kìa. Trời ơi nó dài phải đến 400 mét á. Ừ. Nói chung phải 400 mét ấy. Nó dài đến tận cái cây trên kia đúng chú? Đúng rồi. Cái xà cừ trên kia. Đó, nên đến tận đây. Thì chắc là nó phải dài đến 400 mét ạ. Dài thật ạ. Dài. Mảnh này dài thật đấy. Đấy thì sơ bộ cho quý vị biết hình dung em cái mảnh đất này nói chung là tương đối vuông vức nhá. Vuông. Được cái chiều dài. Cái chiều dài tốt. Chiều sâu này chú đang làm tại trình xin làm cái đường này nè, bởi vì cái như là trước đây là cái đường này nó thuộc về cái như là cái đất của ông này. Ừ. Ông chưa ra cho bà con mình đi. Nhưng bây giờ cái như là trên cái tinh thần là đang thương lượng với ông Sam thì làm cái hồ sơ cho nhà nước làm cái đường xuống đó. Làm đường là đường bê tông luôn hay đường nhựa? Đường bê tông. Là đường nhựa này chứ. Vâng, đường bê tông. Làm xuống đó rồi sao nó quẹo lên kia để bà con mình đi là thu hoạch cái lúa ở dưới cái làm lúa. Còn cái đường này là đường trong đất của mình thôi đúng không? Đường của đất của mình tự mở. Đường của đất của mình thôi. Tài sơ bộ quý vị biết 270 triệu một sào cho 4,7 hectare. Rồi, quý vị nào quan tâm cứ alo cho tôi nhé.